Xin kính chào các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm một cái chân chậu bằng xi măng cho các bạn cùng xem, các bạn cũng có thể dùng làm chân cột trong xây dựng. Đầu tiên các bạn hãy dùng cắt ẩm để làm lòng cắt, sau đó mới sử dụng một xi măng cộng 2.5 cắt trộn thành hỗn hợp hồ 2.5, xin lưu ý là các bạn hãy sàng cắt trước khi làm xi măng và cắt được trộn đều. Sau đó cho nước vào sao cho được hỗn hợp vừa lòng, dùng cái ca múc chế được, các bạn chế hỗn hợp xi măng cắt nước phần dưới chân chậu trước sau đó mới chế lên trên. Dùng cái bay để ép xi măng vào những nơi còn thiếu, các bạn cứ lặp lại như thế cho đến khi đầy đủ phần thân chậu. Dùng hỗn hợp nhiều xi măng hơn cho các bước cuối cùng để lấp hết những lỗ nhỏ còn sót lại trên thân chậu, cuối cùng có thể là lớp hồ dầu. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Kính chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Bem-vindo ao carro pessoal, hoje farei um pé cerâmico por cimento para você assistir, você pode também ser usado como coluna na construção. Em primeiro lugar, você utiliza o gato de umidade para fazer açúcar, usando um gato de cimento mais 2,5 misturados a 2,5 misturados. Cimento e gato são misturados após a água em como ser misturado com líquido. Usando um bolo, eles combinaram garrafa cerâmica abaixo do pé antes de volta. Use aeronaves para tubar o cimento nos lugares da falta. Você está repetindo isso até o peso total. Use mais cimento de mistura para passos finais deixar os pequenos chifres pequenos no lento. Finalmente pode ser petróleo. Obrigado por assistir este vídeo. Desejando a você e sua família muita saúde e sucesso na vida. Vê-lo no próximo vídeo. Bienvenido a queridas personas, hoy haré un pie cerámico a cemento para que usted mire. También puede ser usado como columna en la construcción. Primero, usas el gato de humedad para hacer azúcar. Luego utilizó uno cemento más 2,5 gato mezclado a mixto 2,5. Ten en cuenta que estás listo antes de hacerlo. Cemento y gato se mezclan, después de que el agua se mezcla con el líquido, usando una torta. Combine la botella de cerámica por debajo del pie antes de eso de nuevo. Utilice la aeronave para tubar cemento en los lugares de la falta. Usted está repitiendo eso hasta completamente del peso. Utilice más cemento de mezcla para pasos finales para dejar los pequeños cuernos pequeños en la lenta. Finalmente puede ser aceite. Gracias por mirar este video, deseándoles a usted y a su familia una gran cantidad de salud y éxito en la vida. Por favor, nos vemos en el siguiente video. Welcome to Dear People. Today I will make a ceramic foot by cement for you to watch. You can also be used as a column in construction. First, you use humidity cat to make sugar. Then it used one cement plus 2.5 cat mix to mix 2.5. Please note you are ready before doing. Cement and cats are mixed. After that water into how to be mixed with liquid using a cake. They combine ceramic bottle below the foot before that back on. Use the aircraft to pipe cement in the places of the lack. You're repeating that so until fully of the weight. Use more mixing cement for final steps to leave the small horns on this low. Finally maybe oil. Thank you for watching this video. Wishing you and your family a great deal of health and success in life. Please see you in the next video.